Mối tình đầu tiên của mẹ thì về cái vấn đề là mẹ chồng nàng dâu và tính gia trưởng của người cha. Cái lúc mà mẹ mang thai em á thì sức khỏe của mẹ yếu, và sau đó thì khi mà sinh em ra thì nó là thiếu tháng, và sinh ra sinh con thì mẹ sẽ không được chăm sóc tốt. Một cái nữa là mới vừa sinh ra vài tháng thì mẹ em không chịu nổi được cái sự khắc nghiệt của bên nhà chồng nữa, thì mẹ cũng đã bồng em để mà trốn đi, bỏ trốn đi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Ngồi đi em. Wow. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào chương trình. Con xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Xin chào quý vị khán giả. Không biết giờ này ở ngoài kia thì trời đã trở rét hay chưa? Nhưng tôi tin rằng hiện vẫn còn rất là nhiều người vẫn cô đơn giống như tôi, và đang mong chờ một ai đó để sưởi ấm con tim của mình khi một mùa đông nữa lại đến. Tôi tên là Thảo Hiền, đã trải qua 30 nồi bánh chưng nhưng mà vẫn chưa có ai sưởi ấm con tim của mình. Sinh ra quê ở Long An, trong gia đình có gốc làm nông và có ba anh chị em. Công việc hiện tại của tôi là viết lách dạo, trước là làm biên tập viên biên dịch tin tức, và hiện là đang khởi động lại bản thân để chuẩn bị cho một hành trình mới, một môi trường mới và một ở vị trí mới. Bản tin giới thiệu bản thân của tôi đến đây là xin kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Chào biên tập viên, tưởng đâu MC giới thiệu chương trình trên truyền hình. Tôi rất là dễ thương, Thảo vừa hiền nữa, dâu Thảo rể hiền đó. Mời nhà trai giới thiệu về mình đi em. Xin cho em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Mạnh. Sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương, và em làm nghề chụp hình ạ. Năm nay em 30 tuổi. Em ở Bình Dương với ai? Em ở một mình ạ. Một mình hả Mạnh hả? Dạ. Còn Hiền ở đâu? Dạ hiện tại thì con đang sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận nào? Dạ con ở Bình Chánh. Quận Bình Chánh. Ở với ai? Dạ con ở với mẹ. Chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ vâng. Rồi Hiền chia sẻ về ưu điểm khuyết điểm của mình luôn. Về ưu điểm của em thì là cẩn trọng trong công việc. Ví dụ như là sếp đã giao một công việc gì thì em sẽ cố gắng để hoàn thành công việc đó. Và thứ hai nữa là luôn nhiệt tình và giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh. Và tốt. Thứ ba nữa là em luôn lạc quan trong cuộc sống. Tốt, quá tốt luôn. Rồi mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em đó chính là rất là nóng tính và rất là khó tính. Ví dụ như một công việc khi mà đồng nghiệp của em mà em đã nhắc nhở công việc mà một lần, hai lần, mà nếu mà đồng nghiệp không có hoàn thành được á thì lúc đó thì em sẽ tự làm, và kèm theo đó thì em sẽ la bạn ấy. Chỉ mong là có một kết quả tốt nhất, cầu toàn trong công việc ạ. Đúng rồi, công việc nó phải vậy chứ. Cái body với cái giọng nói này mà kêu nóng tính thì tôi không biết nóng chỗ nào á. Dạ nhìn vậy thôi chứ thật ra thì khi mà em nóng lên thì... Như vậy đừng có la chồng nha. Nóng tính khó với chồng mà la chồng nữa mệt lắm á. Đó, Mạnh nghe chưa? Dạ. Em điểm mạnh điểm yếu em sao? Điểm mạnh của em thì em cũng biết quan tâm đến người khác, biết chia sẻ những khó khăn với người khác, biết lắng nghe. Em không phải là kiến trúc sư nhưng mà em cũng biết thiết kế nhà, sân vườn như thế nào cho nó đẹp, nó gọn, hợp lý. Điểm yếu của em thì em hơi bị thẳng tính. Có nghĩa là cái thẳng tính của em thì nó đơn giản thôi. Có nghĩa là cái nhân cách sống á, một người mà không tốt thì em sẽ nói. Chứ em không phải vì một cái gì đó mà em lại đi định người ta cái kiểu như thế. Thí dụ như em gặp ông chụp hình một cái cô gái. Dạ. Là em cũng thẳng thắn cũng được, nhưng mà thí dụ chụp hình cô gái cô xấu quá, em cứ chụp hình nói trời cô xấu quá cô ơi. Em thẳng theo cái kiểu là trong cái nhân cách sống thôi, chứ còn là có những cái là em đúng rồi thẳng. Ví dụ như một người mà nấu một món ăn nào đó mà chưa ngon chẳng hạn, thì em sẽ không bao giờ chê một cái lời nào cả. Rồi, em gái, mấy mối tình? Thật sự thì đã trải qua 30 nồi bánh chưng nhưng em vẫn chưa có một mối tình nào. Đúng mối tình nào luôn hả? Dạ. U là trời. Trời ơi trời. Sao cuộc đời còn những người như vậy ta? Nghe thấy bất ngờ không? Dạ cũng bất ngờ. Bất ngờ đúng không? Dạ. Rồi bên đó có mối tình nào chưa? Dạ em chào chị. Em cũng có hai mối tình ạ. Một mối tình đầu tiên thì ngày học xong cấp 3. Mối tình tiếp theo thì quen nhau rồi cũng nhiều cái điểm gọi là tương đồng với nhau. Thì em cũng rất là mến bạn này, nhưng mà xong rồi bạn ấy lại quen người khác. Rồi em chia tay. Trà xanh xuất hiện hả? Dạ. Trong khoảng thời gian 2 năm nay thì em cũng không tìm hiểu ai. Em muốn là một cái duyên tình cờ nó tự đến. Nhưng mà không đến thì bây giờ em phải đi tìm duyên. Dạ. Em muốn tìm một người vợ thế nào?
Thứ nhất là phải hiền. Thứ hai nữa là trong cuộc sống thì ví dụ như có cái gì mà sai á thì mình sẽ sửa, chứ mình không bỏ thủ, không cố chấp. Đơn giản như vậy thôi ạ. Để chị qua bên đây. Cần người vợ hiền thôi em ơi, không cần gì hết trơn á. Mà hiền là em có thừa rồi đúng không? Dạ em không biết nữa. Rồi hình mẫu lý tưởng của em là gì nè? Dạ hình mẫu lý tưởng của em thì về ngoại hình và về tính cách thì em lấy chú Quyền Linh làm hình mẫu. Không có nhiều thứ hai đâu. Bởi vậy có thể là về ngoại hình thì có thể là sẽ không cần quá đẹp trai nhưng mà cũng đơn dễ nhìn một tí. Còn về tính cách thì là em cần người bạn trai phải là thật thà, chân thành, biết tôn trọng và yêu thương gia đình, biết chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Đó là tính gia trưởng, phụ phu, ích kỷ và lăng nhăng nữa. Có không? Dạ không ạ. Đàn ông mà có máy tính đó chắc cũng mệt lắm á. Mấy người đó chắc cũng chương trình không mời lên đâu. Ừ, ủa nhưng mà cho chị hỏi là lý do tại sao mà 30 nồi bánh chưng rồi mà em không có một mối tình nào hết? Thứ nhất là do em vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Thứ hai nữa là từ đó tới giờ thì em tập trung vào công việc học. Và việc vấn đề thứ ba nữa là em bị ảnh hưởng từ gia đình của mẹ em. Có nghĩa là mẹ em đã trải qua hai mối tình tan vỡ. Và mối tình đầu tiên của mẹ thì về cái vấn đề là mẹ chồng nàng dâu và tính gia trưởng của người cha. Cái lúc mà mẹ mang thai em á thì sức khỏe của mẹ yếu. Và sau đó thì khi mà sinh em ra thì nó là thiếu tháng và sinh ra sinh con thì mẹ sẽ không được chăm sóc tốt. Một cái nữa là mới vừa sinh ra vài tháng thì mẹ em không chịu nổi được cái sự khắc nghiệt của bên nhà chồng nữa. Thì mẹ cũng đã bồng em để mà trốn đi, bỏ trốn đi. Nói chung là ám ảnh về gia đình ha. Mẹ ngồi với mẹ khóc luôn rồi kìa. Sao cô? Chính vì đó như là con gái là không lấy chồng đúng không? Rồi mình không khuyên gái lấy chồng hay sao mình cứ để về hoài hả? Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Vì mình thấy gái mình thì nó tùy duyên đi. Mà nó gặp nhau thì được cái người nào được mà cái nửa ghép trái tim nó vô thì em rất là mừng. Dạ, chứ em cũng không muốn ảnh hưởng gì con. Nó đừng có đi đường theo em. Anh thành tử nó chưa suy nghĩ tới. Nó lo ăn học được tập trung lại. Rồi chuyện này chuyện kia nó thành những cái chuyện đời nó chưa có quen được mối tình nào hết. Nó bỏ lơ qua một bên, không quan tâm tới. Hai mẹ con cũng cố gắng động viên nhau, xóa đi cái nỗi buồn đó đi ha. Đừng có để nó ám ảnh hoài nha. Bây giờ mình thấy chàng rể tương lai này sao nè? Thì tùy duyên cho đứa con, nó thích hợp với nhau á thì nó đi tới đâu thì mình làm mẹ thì mình chiều theo con, chứ mình không có cản trở con được. Tại vì đó là cái hạnh phúc của con mình. Mình đừng nên cản trở nó, không phân biệt giàu nghèo, miễn là sống cho bình dân, mở rộng lòng từ bi ra mà biết thương người xung quanh mình. Mà mình thương người thì người ta mới thương lại mình. Phải biết vậy thôi. Em cầu mong là được vậy, là hai đứa nó về là em mừng rồi. Dạ hôm nay em đi cũng một mình ạ. Rồi có ông Mai lo ha. Rồi thôi được rồi. Bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi. Anh có bó hoa tặng em làm kỷ niệm ra chương trình. Thì mong là em luôn giữ bó hoa này. Vâng, em cảm ơn anh. Chụp hình bạn gái đang ôm bông kìa. Chụp luôn. Dạ. Xin phép là chụp cả chị Lan luôn ạ. Đứng vô chú Linh chụp cho nè. Đứng vô đi làm tắm. Dạ. Quá trời lăn xả rồi. Dạ, chụp cảm ơn anh. Chứ không biết có hình không? Dạ. Coi có hình không? Chắc là có rồi anh ạ, bởi vì là em xét sẵn rồi ạ. Lấy hình về quà ấy lên chân lên để bự bự nha. Em cũng có món quà muốn gửi tặng cho anh. Món quà này là một cái đồng hồ. Tại vì em nghĩ á là những cái lời hứa thì có thể là nó sẽ trở đi và nó sẽ không có ở lại mình. Nhưng mà thời gian nó sẽ chứng minh cho tất cả. Cảm ơn em, anh sẽ luôn giữ món quà của em. Đầu tiên thì em muốn hỏi là anh thì ngoài các sở thích chụp hình ra thì anh còn có sở thích nào nữa khác không?
anh, nhưng mà anh chỉ thích những thứ lành mạnh thôi, chứ còn cái gì mà không lành mạnh thì anh là anh không thích. Một trong số những cái sở thích của anh, ví dụ như là anh con trai, anh rất thích trồng hoa, trồng cây cảnh, nuôi cá cảnh. Anh thích trang trí nhà, nói chung là anh thích làm cho mọi người vui á, mọi người vui là anh thích làm đó. Còn em cứ em thì có một sở thích đó chính là nghe nhạc, và rất là thích đi du lịch, đi phượt và đi trekking. Đối với em thì quan điểm sống của em, chuyện gì chuyện đó thì nó ra rất là rõ ràng. Nó một là một, hai là hai. Và một khi mà đã nói rồi thì phải làm, và nếu mà không làm được thì đừng nên nói. Tính cách của em thì nhìn nhỏ con như thế, nhưng mà một khi con người đó mà họ đã ngoại tình hay là lăng nhăng cái gì thì em sẽ bỏ luôn, và em sẽ không có cái vấn đề là bi lụy hay là cầu xin gì đó với người đó. Anh thì quan điểm sống của anh đơn giản thôi. Mình phải cầu tiến, mình thấy sai là mình phải sửa chứ không bảo thủ. Thế thôi. Anh cũng không thích là ích kỷ hoặc là nhỏ nhen quá. Người lại thích một sự phóng khoáng nhưng không phải là quá đà. Đơn giản thế thôi. Em này nói ấn tượng của em khi gặp anh. Anh cũng là một người rất là đẹp trai. Cái việc mà anh chụp ảnh thì đó cũng là một trong những cái đam mê của em. Và sau này thì nếu mà có thể thì em cũng rất muốn là anh có thể chia sẻ và hướng dẫn cho em về vấn đề chụp ảnh hơn. Rồi thế này anh hứa. Mình hẹn hò sao nè? Anh thì làm tự do nên là công việc do mình sắp xếp được, nên là bất cứ lúc nào mà em có thời gian rảnh hoặc là thời gian mà hợp lý á, thì đều được. Em muốn hỏi là quan niệm khi mà trong hôn nhân của anh là như thế nào? Nếu mà anh mà lấy vợ á, thì anh sẽ xem ba mẹ vợ như ba mẹ của anh, và anh em nhà vợ cũng như anh em nhà anh, không phân biệt một cái gì cả. Đấy là quan điểm của anh. Và nếu mà trong tương lai mà khi mà anh lập gia đình là anh sẽ về quê ở với ba mẹ hay là anh sẽ tiếp tục công việc ở Bình Dương ạ? Hiện tại công việc trong này của anh thì cũng đang thuận lợi thì anh sẽ ở trong này. Còn ở quê thì anh chưa có hướng là về quê. Thật ra em không phải là một người phụ nữ mà sẽ luôn luôn và năng khăn sửa túi cho chồng. Tại vì bên cạnh công việc gia đình thì vẫn còn công việc của bản thân em. Với lại thêm một cái nữa là công việc của em thì là về biên tập viên, thì nó sẽ không có cố định thời gian. Có khi thì em sẽ về sớm, nhưng có khi thì em sẽ làm xuyên suốt ngày đêm. Và có khi là sẽ không về nhà. Không biết thì anh sẽ có suy nghĩ như thế nào về công việc của em? Với anh thì vấn đề đấy không quan trọng, miễn sao là vẫn một lòng hướng về gia đình là được. Còn công việc thì bắt buộc mình phải theo công việc rồi. Miễn là sao em đi làm, là em nói là em đi làm là được. Anh không thích là đi một công việc khác mà lại nói dối anh là đi làm. Thế thôi. Còn giờ giấc thì phụ thuộc theo công việc của mình. Kể cả anh như thế thôi. Công việc của anh thì làm tự do, nên là giờ giấc nó cũng không cố định được. Có khi là 2-3 giờ sáng anh mới dậy anh đi rồi, khi là 11, 12 giờ đêm rồi anh mới về. Công việc của anh thì cũng theo sự làm việc của người ta. Đó, công việc của anh sẽ kiểu như thế. Anh nghĩ rằng là các bạn sẽ tìm đủ mọi cách để gặp nhau. Nếu mà yêu thương nhau, công việc không là gì cả. Dạ. Đó, phải xem, bạn xem khoảng bao lâu thì mình kết hôn được. Thích con trai, con gái đầu lòng. Thử xem mình tưởng tượng anh thì... cái tương lai thế nào. Nếu mà sau cưới anh rất thích đi dần dần mặt thì... Nếu mà tiến đến hôn nhân thì mình sẽ bàn sau. Khi nào thì anh muốn kết hôn ạ? Anh nghĩ là sang năm, bởi vì năm nay cũng gần hết năm rồi thì nó gấp quá, thì mình còn có thời gian yêu nhau, còn có thời gian tìm hiểu nữa. Em cũng nghĩ vậy, tại vì em cũng nghĩ là có thể là mình sẽ tìm hiểu trong thời gian một năm hoặc là hai năm gì đó. Thì hiện tại thì em vẫn chưa có ý định kết hôn, nhưng mà em sẽ có ý định là mình sẽ hẹn hò. Quan điểm về con trai con gái thế nào, nói cho nghe đi. Thì anh thì con trai cũng được, con gái cũng được, không sao. Em thì cũng vậy, thì con trai hay con gái gì thì tùy, miễn sao nó là con của hai chúng ta là được. Bây giờ mình nói chuyện nha, cũng nhiều rồi ha các bạn ha. Thử xem, kiểm tra lại một lần nữa. Bấm nút hay không là quyền của các bạn. Chuẩn bị. Một. Ba. Hết thời gian. Em không bấm. Dạ. Tên là em xin nói là em rất là mến bạn gái. Em rất là mến mẹ của bạn. Bạn chào cô. Sau những sóng gió cuộc đời thì có lẽ là cô là người rất là sâu sắc. Con rất là mến, nhưng mà xin lỗi là con không thể là con rể của cô được. Thì cũng vẫn rất mong là cô sẽ tìm được một con rể nào tốt hơn con, xứng đáng hơn con. Bởi vì cảm giác là em là chỉ mến em thôi. Chứ còn về cái chuyện yêu đương thì là không thể tiến tới được. Thì anh rất là xin lỗi về cái vấn đề này. Em cũng đừng buồn. Em là một cô gái rất là dễ thương.
rất là sâu sắc. Sẽ chúc cho em tìm được một người yêu thương em đến trọn đời. Cảm ơn. Không sao, trên sóng truyền hình sẽ có hàng triệu người xem, sẽ có rất nhiều chàng trai bấm nút cho cô gái và cũng rất là nhiều cô gái bấm nút cho em. Chúng ta sống thật với lòng mình là được rồi, đừng dối lòng mình vì bất cứ điều gì cả. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa manh ghép của mình. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Rồi nhà gái giới thiệu cho mình nè. Xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào chị em. Ngọc Lan ạ. Dạ. Em xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin được gửi lời chào đến toàn bộ ekip của chương trình ạ. Em tên là Bùi Thị Loan ạ. Em sinh năm 1986 ạ. Em làm kế toán ạ. Em sinh ra tại Thanh Hóa và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Từ Hà Nội bay vào đây để ghi hình. Vâng ạ, em mới bay vào đây ạ. Rồi mời nhà trai. Chào Linh, chào chị Ngọc Lan. Còn em là Mai Văn Vinh, sinh năm 1981. Em tên là Mai Văn Vinh, em cũng đến từ Thanh Hóa. Ồ, sao hai người cứ trùng hợp nha. Vinh làm gì? Em làm xây dựng, em làm ở Bắc Giang. Ồ, một người ở Thanh Hóa mà làm Bắc Giang. Vâng. Người Thanh Hóa mà làm ở Hà Nội. Vâng. Rồi Loan có ưu điểm và khuyết điểm như thế nào nè? Ưu điểm của em là em rất là năng động, nhiệt tình ạ, được nhiều người yêu mến ạ. Khuyết điểm của em thì cũng hơi nhiều ạ, nhưng mà cái khuyết điểm lớn nhất của em là hay bị lề mề ạ, hay bị chậm chạp hơn so với một chút ạ. Nhưng mà mỗi lần mà hẹn hò là em có đúng giờ hẹn với bạn trai được không? Dạ em sẽ cố gắng ạ. Con trai mà chờ con gái mà trang điểm tắm mà lâu là hả, mấy ông nó hay cằn nhằn lắm luôn á. Vâng, may quá em thì cũng không ít khi trang điểm nên là chắc đỡ được một thời gian đấy ạ. Đó. Dạ. Nhưng mà nói chứ cũng phải cho phụ nữ chúng tôi có thời gian để chuẩn bị cho được bản thân rồi, mình nha. Tôi biết mà, thằng ông bao giờ cũng chờ phụ nữ cả tiếng, hai tiếng một đồng hồ trên á. Bây giờ nhà trai, ưu điểm của mình, khuyết điểm mình là gì, nói cho nhà gái nghe. Ưu điểm của em là gọi là hiền lành và quyết đoán, với lại mạo hiểm. Có khuyết điểm gì? Em thì hơi gọi là lôi thôi, tức là không gọn gàng. Nhưng mà yên tâm, em có vợ về chắc chắn phải gọn gàng không được. Vâng. Rồi được tình duyên nhà gái sao? Em có gọi là hai mối tình ạ. Dài không? Kéo dài trong bao lâu? Chắc cũng khoảng hơn một năm thôi ạ. Thứ nhất là về cái tuổi tác là bạn ấy ít tuổi hơn em, xa nhau nhiều rồi, nhiều quan điểm rồi, nhiều của chuyện nên là dần dần lại không còn rồi. Cái mối tình như ngày xưa thôi ạ. Ừ. Còn hiện tại thì vẫn là quan hệ bạn bè bình thường thôi ạ. Ừ. Hai đúng người rồi. Đều là ít tuổi hơn em. Rồi đó, nhà gái tôi đơn giản vậy thôi. Nhà trai, đường tình duyên sao? Em thì cũng ngày xưa cũng yêu thì gọi là cũng lúc đấy cũng chưa nghĩ đến. Yêu nhiều không? Em thì cũng vài cô. Vài sau cô khi hả? Là sau khi là mình đi làm xa ở trong Tiền Giang thì rồi mỗi người mỗi nơi, lúc đấy xa mỗi nơi. Làm mỗi người mỗi nơi luôn hả? Vâng, thì bạn gái thì ngoài Hà Nội, mình lại làm tít ở trong Tiền Giang, rồi sau rồi xa dần rồi là. Mối tình dài nhất bao lâu? Mối tình dài nhất cũng được gần một năm. Em đi nhiều nơi quá, thành ra là quên ta luôn đúng không? Công việc của em là hay nó xa dân ấy. Chẳng hạn ngày xưa làm ở Tiền Giang là Trung Lương, Sài Gòn Trung Lương là đường toàn chạy qua ruộng, dân ít. Cho nên là mình không có cái thời gian để tiếp xúc với bạn gái, con gái nó ít. Rồi bây giờ thí dụ giờ lấy vợ nè, rồi ai nhà lo cho vợ, đi hoài vậy ai lo cho vợ? Có ổn định gia đình rồi, vợ con rồi thì mình sẽ không đi làm xa nữa. Mình sẽ tính một chỗ ổn định là mình làm. Rồi. Vâng. Bây giờ mình muốn tìm người vợ tương lai thế nào? Bạn gái thì là một nữa là hiền lành. Hiền lành. Vâng. Sao nữa? Không vụng. Không vụng về đúng không? Vâng, gọn gàng. Gọn gàng. Có tình cảm với mọi người. Tình cảm mọi người. Bạn gái thì từ mét 55 trở lên là được rồi. Vừa xứng đáng. Rồi. 55 thì bên đây dư nha. Mét 55. Dài hay tóc ngắn gì không? Nói luôn nè. Ồ, chào em gái. Chào anh ạ. Tóc dài càng tốt. Tóc này cũng hơi dài đó. Sao tiêu chí này anh đưa ra đó em thấy nhắm mình phù hợp không? Em cảm thấy là em hơn đủ tiêu chí của anh ấy ạ. Hả? Đúng rồi. Còn hơn nữa luôn á. Thế thì tiêu chí của bạn là như thế nào? Tiêu chí của em thì trước hết là một người bình thường ạ. Về mặt kinh tế thì có thể lo được cho bản thân mình và có thể lo được cho gia đình.
và yêu em. Quan trọng là chiều em đó. Có chiều vợ không? Dạ. À, gì nữa? Em đơn giản thế thôi ạ. Không được ra trường ạ. Này cũng hiền lắm. Ít nói, không biết có ra trường hay không thôi. Em nếu mà ra trường quá thì tính của em cũng hơi ương ương một tí. Nếu mà ra trường thì nó sẽ có nhiều cái chuyện nó sẽ mâu thuẫn hơn. Có điều gì em sợ không? Em sợ nhất là bố mẹ em buồn nên là không được ai làm gì bố mẹ hết. Dạ em chào anh. Chị, chào anh. Anh gái bảo rằng là sợ nhất là làm cho bố mẹ buồn. Vì em bây giờ chỉ còn mình mẹ, là bố em thì mất rồi. Vì em là con út. Anh thấy sao? Mình cái tiêu chí ở bên đó đưa ra, anh thấy mình có đáp ứng được không? Tiêu chí thì chắc là em đáp ứng được khoảng 70%. Nhà trai đi với ai vậy? Em cũng không, nay em đi có mình thôi, không có ai. Có ông Mai lo cho anh. Rồi. Rồi nhà gái mình đi với ai? Dạ em có đi cùng với các chị và các bạn em. Chào Ngọc Lan, chào tất cả khán giả xem chương trình. Mình tên là Liên, mình là vừa là đồng nghiệp vừa là bạn. Qua câu chuyện thì thấy là anh khá là hiền lành, ít nói. Nếu mà có cơ hội thì mình cũng có thể là tiếp tục và tìm hiểu nhau thêm, thì mình mới biết được là có phù hợp và có thực sự là một nửa của nhau hay không. Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn chị gái. Nào bây giờ thì chúng ta cho hai bạn gặp nhau thôi. Mở rào. Rồi mời nhà trai nào. Chào em. Em chào anh. Anh nhà. Em mua hoa với thể món quà. Vâng, cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh. Thực ra em là một người cũng thích đi du lịch. Nếu mà em còn đi cùng anh đến một nơi nào đấy thì anh sẽ đưa em đi đến đâu? Chắc trước một đi thì đi Đà Lạt. Anh thích đi Đà Lạt. Năm ngoái anh cũng thích đi Đà Lạt, trong đấy nó mát. Chắc anh đi thích đi Đà Lạt về trong đấy vì khí hậu mát mẻ. Khí hậu mát. Theo anh thì như thế nào là một người chồng, một người đàn ông lý tưởng trong gia đình ạ? Người đàn ông lý tưởng trong gia đình à? Dạ. Lo cho vợ cho con, hoặc là anh chưa có vợ cho nên là không biết người đàn ông lý tưởng trong gia đình là như nào. Gia đình có thể là gia đình lớn mà anh, có thể bố mẹ hay anh chị em gì đấy. Thì đại khái là chăm lo được cho mọi người, quan tâm đến mọi người. Ví dụ như công việc lớn là mình là người con trai, khó khăn các thứ là mình là phải là người đầu tiên. Đấy. Ừ. Em cảm ơn ạ. Thế còn em? Theo em thì là như thế nào là một người phụ nữ trong gia đình? Theo em thì một người phụ nữ trong gia đình là thứ nhất là sẽ cân bằng được cái không khí trong gia đình đấy một cách cố gắng nhất. Chăm lo cho chồng con, cho bố mẹ, các mối quan hệ với trong gia đình thì mình sẽ phải điều tiết và cân bằng được mọi người. Em thấy nếu mà tìm hiểu thì em nghĩ là phải thêm một tí thời gian thì mình hiểu thêm. Rồi bây giờ nè, bạn trai đứng lên nắm tay bạn gái đi. Đây, quay mặt lại. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong gia đình thì anh muốn ai sẽ là người giữ tiền ạ? Tiền thì thực ra là người vợ sẽ giữ. Ví dụ mình làm công trình mà thì phải chi tiêu các thứ là đúng rồi. Cho nên là tiền mặt cũng có phải giữ. Thế là tiền tài khoản là không phải giữ, có ngân hàng giữ. Anh suy nghĩ gì về em anh không? Thôi bây giờ không ấy nữa thì mình bấm nút gửi em gọi là tìm hiểu thêm. Anh có cảm xúc thế nào khi gặp anh? Cảm xúc thì anh có cảm xúc để tiếp xúc thêm nhiều hơn rồi mình giờ mình gọi là bấm nút. Hãy đưa ra quyết định bằng chính suy nghĩ của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Đó, đàn ông mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Cô gái này cũng cá tính lắm đó. Một nụ hôn đầu tiên. Ở nhà trai. Rồi, giờ anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái.
Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Đầu tiên em tôi xin kính chào nghệ sĩ Quyền Linh cùng với lại tất cả quý vị khán giả cùng với lại các bạn đang xem trên đài truyền hình. Tôi tên là Đào Tiền Phương, tôi sinh năm 1991 và tôi đến từ Phú Thọ. Tức là Phú Thọ là đất tổ vua Hùng rồi đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Chào con chào chú Quyền Linh ạ. Chào bạn nam bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay ạ. Con là Kim Ánh, năm nay em 25 tuổi và hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội. Công việc của em là kinh doanh online ạ. Và em đến từ Vĩnh Phúc ạ. Hôm nay mình ghi hình là mình bay từ Hà Nội vào. Dạ vâng đúng rồi ạ. Cũng từ Hà Nội mới bay vào luôn. Dạ vâng. À vậy là hôm nay các bạn từ Hà Nội bay vào hết luôn. Có biết đâu hôm nay các bạn sẽ về chung một chuyến bay. Em vẫn chưa đặt lịch vé máy bay về ạ. Xong câu chuyện ngày hôm nay sẽ đặt. Bạn gái đặt máy bay chưa? Dạ chưa ạ. Rồi, hôm nay chúng ta cùng đặt nha. Dạ vâng. Chắc nghi hai bạn này đặt trễ quá, xong rồi còn hẹn hò, còn đi dạo Sài Gòn nữa. Đúng chứ. Đúng rồi. Dạ cũng mong vậy chị ạ. Vâng. Tiến Phương là làm công việc gì? Trước đây một ngày thì công việc của em là làm tổ trưởng quản lý bộ phận sản xuất ở bộ phận camera của công ty điện thoại Samsung ạ. À, camera. Chứ ở dưới khu công nghiệp Bình Xuyên 2 Vĩnh Phúc ạ. Còn bên nhà gái làm công việc gì nhỉ? Dạ em kinh doanh online và chạy quảng cáo chứ. Bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em thì là một người khá là thân thiện, hòa đồng và biết lắng nghe người khác cũng như là quan tâm người khác. Còn nhược điểm thì là hay quên ạ. Mình làm công việc chạy quảng cáo đó mà mình hay quên. Dạ, vâng. Tức là em thì khi mà công việc thì em sẽ phải nốt lại. Nhưng mà nhiều khi nốt rồi nhưng mà em vẫn quên chị ạ. Rồi quảng cáo mà quên là đền hợp đồng mệt luôn đó nha em nha. Dạ. Thôi con em trai điểm mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh điều trước tiên em xin nói điểm mạnh của em thì điểm mạnh của em là đầu tiên là cái khả năng tự lập. Em biết nấu ăn, biết quan tâm người khác và có lòng thương yêu vị tha với lại những hoàn cảnh trường hợp khó khăn ạ. Và cái điểm yếu của em đấy là điểm yếu đầu tiên của em đấy là em không biết cách giữ tiền. Yeah. Nói tới 4 lần mới ra được cái chỗ giữ tiền. Yên tâm, sẽ có người giữ giùm cho em. Dạ vâng, đấy là mục đích mà em nay đến để tham gia chương trình ạ. Là kiếm người giữ tiền đúng không? Vâng. Hay quá, vậy bên kia giữ tiền đúng không nè? Dạ được chú ạ. Rồi, khỏe được. Luôn, có người giữ tiền luôn. Bây giờ mình nói về tình trường đi, tình trường rồi. Mình gấp rút cái câu chuyện này mới được. Tình trường của mình sao cưng, mình chia sẻ cho bên kia nghe luôn. Dạ thì em cũng đã trải qua 3 mối tình rồi ạ. 3 mối hả? Dạ. Cũng khá dữ ha. Vâng. 25 tuổi mà 3 mối rồi đó. Dạ vâng. Con yêu cũng hầu hết cấp 3 thì bắt đầu yêu rồi ạ. Mối tình nó dài không? Mối tình dài nhất thì là 3 năm ạ. Còn và thấp nhất? Thấp nhất là 8 tháng ạ. À, vậy dạ. Mình chia tay lâu chưa cưng? Em chia tay mối tình cuối cùng thì cũng được 1 năm rồi ạ. Vậy là cũng khá lâu rồi. Dạ. Vậy là bây giờ là bạn ấy đã có một cái khoảng thời gian rất là dài để mà coi như là định thần lại, rồi để cho lòng dạ của mình nó sạch sẽ, sạch sẽ đi. Xong rồi đã có thể chuẩn bị cho một cái mối quan hệ mới rồi đó. Còn bên kia thì sao? Dạ thật ra em thì mới trải qua có hai hay là bốn? Có hai mối tình ạ. Và một dài và một dài một ngắn ạ. Một dài một ngắn là sao? Tức là mối tình đầu tiên của em đấy là mối tình em kéo dài trong vòng 3 năm. Đấy là trong mối tình thời gian mà em đang đi làm việc ở bên nước ngoài. Nước ngoài em làm ở đâu? Ngày trước em đi Đài Loan ạ. À Đài Loan rồi, yêu cô gái Đài Loan hay là Việt Nam? Dạ bạn đấy là người ở Việt Nam ạ. Việt Nam. Vâng. Việt Nam ở bển hay là yêu ở đây? em gặp gỡ và quen biết bạn đấy ở bên Đài Loan. Đài Loan luôn. Dạ vâng. Rồi 3 năm thì vâng. Sao chia tay? Lúc đầu thì bọn em thì cũng yêu nhau, cũng hợp nhau và cũng có cùng chung quan điểm, nhưng mà sau này về sau thì là giữa em và bạn đấy có những cái quan điểm và những cái lối sống khác. Bạn đấy
Thôi nói chung là ba năm đầu là cùng chung quan điểm. Vâng. Nhưng gần tới cuối năm thứ ba là hết cùng chung quan điểm đúng không? Sau khi em đề cập đến chuyện là đi tới hôn nhân thì bạn ấy cảm thấy không được thoải mái, không bạn ấy không muốn đi tiến tới hôn nhân nên là bạn ấy không muốn tiến tới hôn nhân. Vâng, sau cùng thì em quyết định là chia tay. Vâng, chia tay ạ. Rồi em quen một bạn khác. Vâng. Quen bạn khác mấy năm? Thực ra thì mối tình thứ hai thì thực ra cũng là mối tình mà em cũng không muốn nhắc lại, bởi vì nó chỉ diễn ra trong vòng tầm khoảng 6 tháng thôi ạ. Bởi vì trong mối tình đấy thì có những cái chuyện kỷ niệm buồn, chuyện buồn mà em không muốn nói. Vâng. Rồi bây giờ cái gì buồn quá thôi mình đừng nhắc tới nữa. Quan trọng là bây giờ là mình chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay thì từ gần đây nhất là cũng được một năm rưỡi rồi chị. Năm rưỡi là sạch sẽ chưa? Dạ vâng, sạch rồi chị. Sạch rồi đúng không? Vâng. Giờ tôi phải qua tôi nhìn mặt coi sao mà hồi hộp không? Ủa vâng chị, lúc bình thường hèn gì nói chuyện có một câu một hà mà cứ nói đi nói lại tới 3-4 lần. Nói em có 2-2-2. 2-2-2 là... Rồi 2 là tuần đâu 6 mối tình rồi. Khuyết điểm của em là thỉnh thoảng cũng hồi hộp thì em hay bị... Hay bị lắp nữa. Cà Lâm á. Vâng, Cà Lâm. Ông mà rất là dễ thương. Dễ thương mà. Cái Cà Lâm rất là dễ thương luôn á. Nãy nói 6 mối tình tưởng đâu 6. 2 là 6 đó. Sạch sẽ rồi đúng không? Bây giờ mình là có thể bắt đầu một cái mối quan hệ mới rồi đúng không? Ý chị Lan đó là cái lý lịch tình yêu là sạch sẽ, không còn một cái mối quan hệ nào khác nữa đúng không? Dạ vâng, em không ạ. Tâm trí rồi cũng không có còn nhớ nhung gì nghĩ tới cái chuyện người cũ đúng không? Em không ạ. Vâng, nếu mà đã quyết định chia tay thì là mình giữa hai người thì chỉ em với em thì chỉ còn là mối quan hệ giữa tình bạn với tình bạn thôi. Vậy thì tốt. Có gặp nhau không? Thực ra thì với người đầu tiên thì em và bạn đấy thỉnh thoảng là cũng vẫn nhắn tin, nhưng mà chỉ là trên quan hệ bạn bè, tức là mình nhắn tin mình hỏi thăm về sức khỏe, về sức khỏe của nhau thôi. Hôm nay đi lên chương trình bạn muốn hẹn hò này là bạn đó có biết không? Bạn đấy không. Chúc về nhắn tin nha. Chúc về nhớ nhắn tin khoe. Sao vậy? Thì bạn bè mà. Vâng. Mình có bạn gái rồi. Mình chuẩn bị đi chung chuyến bay. Ví dụ vậy á. Dạ vâng. Hy vọng là như vậy. Rồi bây giờ sẵn chị Ngọc Lan qua tới đây rồi, chị sẽ hỏi luôn là sắp tới nè, mình sắp có bạn gái nè, bây giờ mình nói về cái mẫu người yêu lý tưởng của mình đi. Cái mẫu lý tưởng của em thì không, em không có một mẫu người yêu lý tưởng nhất, không có người mẫu người yêu lý tưởng nhất định. Mà đơn giản là em chỉ cần mong muốn một người bạn gái, đấy là có lòng vị tha, biết đối xử tốt với mọi người, biết có sự yêu thương bao dung với lại mọi người. Với em như thế là đủ rồi. Vậy thôi hả? Vâng. Không có nhu cầu là bạn gái đẹp hay xấu, hay cao hay ốm, mà lùn hay thấp hay sao? Với em thì trong chuyện tình yêu thì em quan trọng về tâm hồn con người hơn là cái vẻ bề ngoài. Trả lời thiệt lòng là giờ thích gái cao hay gái thấp? Em nếu cho... Làm gì đừng có nói, tội nghiệp ta nó bị rung nữa. Bây giờ nói thiệt là thích gái tóc dài, tóc ngắn. Em thích phụ nữ tóc dài và có chiều cao tối thiểu là 1m50. Ừ đó, nói ra cái quan điểm của mình. Còn cái chuyện mà mình gặp được ý trung nhân của mình, nó có giống như là mong muốn của mình hay không, đó là chuyện khác. Để chị làm hù mà ta chị ngó cái mà chị cũng chưa nhớ nữa. Giờ chị phải ngó lại rồi, có đúng không? Đúng không? Được chưa? Giống không? Quá tuyệt vời. Tóc dài, thân hình rất là cân đối. Phải nói là ba dòng rất là đẹp. Phải không? Ba dòng rất đẹp. Để tôi qua kiểm tra nhà gái coi sao nha. 26 tuổi, yêu từ năm lớp. Dạ con chào chú ạ. Trời ơi. Dễ thương không? Được. Đó. Nhà gái được. Mặc cái váy rất là xinh nữa. Rất là xinh, dễ thương đó. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào con? Mẫu hình lý tưởng thì con cũng không có quy là giống như ai, nhưng mà cao trên 1m7 là được ạ. Ngoại hình thì ưa nhìn một xíu. Và em cao tròn 1m7. Và sao nữa? Gọi là đàng hoàng sạch sẽ là được ạ. Trời ơi, bên đây thơm phức. Tôi đứng gần tôi nghe thơm lắm. Đàng hoàng sạch sẽ. Sao mấy cô gái giờ hay đi tìm người đàn ông sạch sẽ chứ gì? Gọi gì nữa. Làm như đàn ông vợ dơ lắm sao vậy? Nó phải gọn gàng ấy ạ. Gọn gàng đúng không? Dạ. Chứ chú là chú gọn gàng rồi đó, chú cũng bê bối lắm. Đôi khi không sạch sẽ. Không, ví dụ như là ở nhà thì như thế nào cũng được. Nhưng mà ra ngoài thì chỉnh chu một xíu. Chú cũng ít chỉnh chu lắm. Chú cũng mang dép, mặc sò lõn đi ào ào rồi đó. Rồi bây giờ thì những người đàn ông nghe rồi ha. Phụ nữ thích đàn ông sạch sẽ, gọn gàng. Sạch sẽ nghĩa đen, nghĩa bóng luôn. Chứ không phải là nghĩa đen, nghĩa bóng luôn. Chứ không phải là sạch sẽ bên ngoài.
Rồi, được rồi. Bên kia cao mét mấy quên rồi ta? Vừa tròn 1m7. Rồi, ngon lành luôn. Dạ. À, hỏi coi đáp ứng được nhiêu nhu cầu của nhà gái? Mình nghe nhà gái nói vậy mình thấy mình tự tin bao nhiêu phần trăm? Em tự tin 100%, 100%. Ở trên nói nhược điểm nữa. Nhược điểm hả? Vâng, nhược điểm của anh Nam. Có nhược điểm. Là nhược điểm nhưng mà mỗi lần rung á là nói câu hai ba lần. Mà cái này càng nói lắp càng dễ thương dễ nha. Dễ thương lắm. Ừ, hù cho nó rối lên đó. Nói lắp cho nó vui. Lắp quá là cắn luôn lưỡi luôn. Ví dụ như là bữa nào mà gây lộn á, làm dữ lên rối loạn lên là nó vui à, hết cãi nhau luôn. Dạ không, con hiền lắm chú. Hiền đó hả? Dạ. À, hiền, nhìn con cũng hiền đó. Bây giờ con không thích điều gì đàn ông nè? Con không thích bạn nam hút thuốc nè. Không thích gia trưởng. Không có tính hay ghen. Không có tính hay ghen hả? Tức là ghen ở cái mức độ chấp nhận được, hoặc là ghen như thế nào thì mới ghen, chứ không phải là chưa hiểu chuyện gì mà rồi ghen ấy. Đó. Có ghen không? Em thực ra thì em cũng chuyện đời thì em cũng hiểu, tuy nhiên là em sẽ phân biệt được đâu là lúc nên ghen và lúc không nên ghen ạ. Lúc nào nên ghen nói nghe thử. Thực ra đây là một trường hợp cụ thể thì mới có thể nói, bây giờ mình không thể nào mà nói chung chung. Ví dụ như thấy bạn gái mình cứ cắm cúi nhắn tin hoài có ghen không? Thực ra thì nếu ví dụ trong một mối quan hệ giữa hai người thì em đề cao sự minh sự minh bạch. Ví dụ trong anh nè, tôi nói nghe nha, nếu mà quen cô bên đây là ghen dữ lắm luôn á. Cô bên đây là hơi xinh luôn. Rất xinh. Và với dưới mắt nhiều đàn ông là người ta nhìn người ta theo dữ lắm luôn á. Là ghen dữ lắm á. Dạ em có thuốc dạ, nhưng mà em đang cố bỏ dần. Bỏ đi. Thuốc không có tốt. Bây giờ hết hồn. Bà mối. Tôi thấy nhà gái tôi chịu rồi đó. Chứ còn gì nữa. Trời ơi, tôi rất là tự tin luôn á. Nhà trai tôi dễ thương lắm à. Dễ thương tôi chịu, tôi cũng thích cái vụ mà nói lấp lấp dễ thương lắm. Rất dễ thương, vui tính nữa, hài hước nữa, chịu khó, thấy không? Mà có cái điểm rất thích nè, quen bạn gái muốn tiến tới hôn nhân. Đó, mà tại chia tay là tại vì bên kia không chịu. Không chịu. Đó, chứ không phải là quen chơi cho vui. Tiến tới hôn nhân khoảng bao lâu? 26 tuổi không biết chừng nào con chịu tiến hôn nhân đi. Nếu mà hợp nhau thì có thể tiến tới hôn nhân luôn được rồi. Ngon. Ngon. Rồi, ngon nha, ngon nha. Hết lung nha, hết lắp nha. Khỏe rồi đó. Rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người nhà nè. Đúng rồi. Đó, tôi thấy giờ cái câu này là chốt hay lắm nè. Nếu được nha, mình tấn công liền nha. Dạ vâng. Chị đồng nghiệp ạ. Thùy Linh ạ, là bạn thân của em Kim Ánh. Thì em Kim Ánh thì là một người rất là dễ thương và cái gì cũng khéo, nhưng mà không phải là quá khéo, nhưng mà khéo vừa dùng cho một người phụ nữ. Đấy thì cái gì cũng ok la, nhưng mà mỗi tội là cái đường tình duyên nó hơi chưa có anh nào cập bến. Thì thấy bạn bên này thì cũng có một cái điều kiện là cũng phù hợp, là đấy là gần nhà mình đấy, gần luôn đấy. Ở Phú Thọ thì sang Vĩnh Phúc nhà mình thì nó chỉ qua một cái con sông tí tẽo thôi. Đó, còn những cái khác thì em nghĩ là chắc là Kim Ánh qua quá trình nói chuyện thì tự em ấy sẽ cảm nhận được, vì qua ba mối tình thì cũng đã có nhiều cái trải nghiệm rồi, thì tự mình qua cái cách trả lời của bạn đấy, rồi chất giọng và một số cái mà chú Quyền Linh cũng như chị Ngọc Lan tìm hiểu qua thì Ánh cũng đã có cho mình được một cái cảm xúc gì đấy. Còn đối với người nhà thì sẽ là chúc phúc cho Ánh để có thể là quá tam ba bận lần này là chúng ta chốt đến một cái cung đường hạnh phúc. Lần này là chốt luôn. Chứ chị Lan thấy là ok đó. Vâng, em cảm ơn. Hay. Đấy. Rồi, bây giờ em đi với ai? Dạ, ngày hôm nay là do tình hình dịch bệnh thì em muốn là em đi đêm một mình ạ. Vậy tốt rồi, tại vì dịch bệnh không có thể, tùy theo người nhà gần thì đi được, còn xa quá thì không nên ha. Dạ vâng. Rồi bây giờ thì mình kéo rèm, mình mở rào ra, hai bên nói chuyện để tìm hiểu lẫn nhau nha. Vâng. Mở rào. Bắt đầu đi. Bong bong bong. Bong 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 bong. Tặng hoa. Dạ em chào anh. Ừ, thì lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng chưa biết phải nói gì, thì hôm nay anh đã tự tay chuẩn bị một đi ở đất Sài Gòn này, đã chọn một bó hoa dành tặng cho em. Dạ vâng, em cảm ơn. Em cũng có một cái món quà tặng anh, đó là một cuốn sách có tên là Hiểu Về Trái Tim ạ. Cuốn sách này thì có thể là chú Quyền Linh
sẽ biết ạ, bởi vì con có nghe sách và chú là người đầu tiên mở màn trong cái cuốn sách này. Và nó cũng có ý nghĩa, vừa là nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Đó là trong cái cuốn sách này thì mình sẽ hiểu rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc của mỗi người. Và mình sẽ hiểu được cái lý do tại sao. Thì khi mà anh đọc cuốn sách này xong ấy, thì em nghĩ là hai bên sẽ có nhiều cái để hiểu nhau hơn. Thực ra thì em tặng anh đủ món quà mà anh thích đấy. Thực ra anh cũng rất là yêu thích đọc sách, nhưng mà anh cũng chưa nhiều thời gian, cũng nhiều chưa có nhiều cơ hội để mà có một cuốn sách để đọc. Cái này thì anh vừa có thể đọc vừa có thể nghe được ạ. Đấy, hay lắm. Cảm ơn nhé. Nào bây giờ chúng ta cảm nhận về nhau đi các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt, mặc dù chúng ta chỉ có cách một con sông thôi đó, Phú Thọ về Vĩnh Phúc ha. Các con sông thôi. Dạ không, thực ra là Phú Thọ và Vĩnh Phúc là một. Đúng rồi, là một đó, nhưng mà khi mà tách tỉnh đó thì nó chia đôi thôi. Nhưng bây giờ thì các bạn ở gần nhau nhưng mà không có duyên với nhau. Anh cảm thấy em sao ạ? Anh thấy em là một người dễ thương. Thực ra trong lần đầu tiên tiếp xúc thì anh cũng chưa thể nói, chưa biết nói biết được nhiều, nhưng mà anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ. Anh nghĩ là em rất giống với lại mẹ của các con anh. Wow. Đứng hình luôn rồi chú ơi. Em cảm ơn vậy, ạ. Hai đứa có muốn bấm luôn không? Để không câu nào cho hay bấm. Không, để cho các bạn, em muốn biết bạn nữ nói gì với mình. Về em cảm thấy thì anh cũng là một người cũng khá là hòa đồng này. Và có một đôi chút là hơi gọi là chắc là hơi run nên là anh hơi bị cá lăm một xíu. Đấy, còn về ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn. Và em thì em không quan trọng về cái ngoại hình, nhưng mà sau mà khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng thấy là cũng có khá là nhiều cái tương đồng với em. Ví dụ như là em cần một người là sống kiểu biết trên biết dưới này, là gọi là sống tử tế, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng tất cả mọi người xung quanh. Đó. thì anh có gọi là quan điểm, theo anh thì quan điểm, anh có quan điểm như thế nào về tình yêu? Quan điểm trong tình yêu thì anh chỉ có một yêu cầu thứ nhất, đấy là sự thật thà và sự tin tưởng, sự tin tưởng lẫn nhau. Nói chung là anh nghĩ rằng trong khi một mối quan hệ yêu đương thì là mọi chuyện mà mình nên rõ ràng với nhau một chút. Ví dụ như mình cũng không nên giấu giếm với nhau, chuyện gì mình cũng có thể nói và mình cũng có thể chia sẻ được với nhau, để qua đấy mình có thể nghe và mình hiểu, để mình biết. Mình không nên giấu những chuyện, như ví dụ như có những cái chuyện chứ cho dù đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu thì mình đều nên nói để mình cùng nhau chia sẻ, để mình cùng nhau vượt qua. Dạ vâng. Thì em cũng là một người cũng biết lắng nghe người khác. Thì ví dụ như là trong một cái vấn đề gì xảy ra thì em nghĩ là sẽ có những cái sự hiểu lầm, nhưng mà mình sẽ gọi là mình phản ứng như thế nào đối với cái sự cái việc xảy ra như thế. Ví dụ như là anh, em không biết là anh có phải là người cực kỳ nóng tính không ạ? Thực ra thì anh nóng tính thì anh là một người trầm tính, nhưng mà lúc khi anh nóng, anh cũng là người một người kiềm chế cảm xúc của mình. Điểm yếu của anh đấy là anh cũng không kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Nhưng mà cái cảm xúc nóng tính thì là không phải, cái cảm xúc của anh thôi thì anh không kiềm chế được. Nhưng mà những lúc nào mà anh còn nóng tính ấy, thì anh thường là anh rất là ít nói. Và mỗi khi mà thấy cái anh, ví dụ em quen anh mà em thấy anh, em hỏi mà em nói chuyện với anh mà lại thề hỏi anh nhưng anh không nói gì, thì đấy là khi mà đấy khi anh đang kiềm chế lại cái cảm xúc của mình, là nóng lắm hả, lúc đó là nóng lắm thôi. Còn một khi anh đã không kiềm chế được thì là khi đấy anh sẽ nói một vài lời nặng, sẽ còn nói một vài lời tổn thương không? Dạ không ạ, em cực kỳ hạn chế các lời nói về tổn thương. Sợ nhất là cái điều đó đó. Dạ, và nhưng mà đôi khi bạn không quá biết đó. Có thể là bạn sẽ có nhiều những lần bạn không biết là bạn đang nói những lời tổn thương đó. Nên là cái này thì chị khuyên là bạn nên cố gắng bỏ cái vấn đề đó khi mà chúng ta có cái vấn đề gì xảy ra. Thực ra thì nói những lời tổn thương thì em biết những lời tổn thương đấy là những lời như là bình thường thì em sẽ không bao giờ
nói tục tĩu hoặc là nói động chạm gì đến bên nội bên ngoại của nhiều khi những lời tổn thương đó không phải xuất phát từ những cái lời tục tĩu đâu. Nó có những cái câu nói mà hàm ý nó sẽ làm cho người khác tổn thương nữa. Đó, cho nên là cái đó thì chị khuyên là bạn nên cố gắng bỏ, chúng ta cố, bởi vì thật sự ra chúng ta sống bằng cảm xúc rất là nhiều. Cho nên là lúc mà có cảm xúc can thiệp á, thì chúng ta không kiềm chế được đâu. Lúc đó cảm xúc là nó dẫn dắt hết, cho nên là mình cố gắng thôi. Không phải là cố gắng vì bạn này đâu, mà cố gắng cho bản thân mình, cho cái hành trình sau này của mình nữa. Em nghĩ là sau khi mà anh đọc xong cuốn sách kia thì anh sẽ biết cách cư xử rất là nhiều đấy ạ. Đúng. Đọc hay lắm, quyển này hay lắm. Dạ. Mọi người cần nhớ mua đọc nha, còn không phải lên mạng nghe Quyền Linh đọc. Không có tốn tiền. Hay lắm. Đọc đi rồi chúng ta cảm giác nhẹ nhàng. Đọc sách nó cảm giác nó buông bỏ. Đúng rồi, cảm giác yêu thương, đoàn kết, cảm giác san sẻ, cảm giác rằng cuộc sống này nó đầy năng lượng. Ở vũ trụ bao la này, chúng ta đến với nhau là những cái duyên số, và chúng ta bằng mọi cách để vượt qua những cái dòng bão cuộc sống, để đem đến một cái hành trình yêu thương đông đầy những cảm xúc đó. Đọc đi để yêu nhau rồi để bấm nút. Tôi thấy cặp này bấm nút tới nơi rồi đó. Thôi bây giờ thì nói về sự nghiệp đi, nói về cái hành trình sắp tới đi, sau khi hai đứa sắp quen nhau. Sắp tới dù giờ quen nhau rồi, nếu chúng ta có duyên nữa, chúng ta đi đến kết hôn, chúng ta ở đâu, làm gì, phát triển kinh tế ra sao, thử xem, bàn luận thử xem. Đặc biệt là bạn trai để nói cho bạn gái biết rằng chúng ta có một cái dự định trong tương lai. Thì anh nói thật với em là hôm nay là anh cũng không có ý định tham gia, anh cũng không có ý định tham gia chương trình đâu. Hả? Chương trình ép em đi hả? Và không, chương trình bạn muốn hẹn hò chị. Lúc đầu tiên là chương trình gọi điện cho em đã trúng tuyển, là bạn đã sắp xếp để bảo em sắp xếp em đi tới để tham gia chương trình để quay ấy. Thì em đã từ chối. Em bảo là em tưởng là giờ bây giờ em tưởng quay là sẽ quay do tình hình dịch bệnh nên là sẽ quay online. Nhưng em không biết là sẽ đặt vé máy bay vào tận trong miền Nam để quay nên em đã từ chối. Sau khi đấy chị để nói chuyện với em là trời ơi em kỳ vậy, bạn nữ bây giờ đã đặt vé máy bay đi vào trong rồi. Thì sao em lại không tham gia. Thì em nghe được như thế thì lúc đấy thì em mới gọi điện lên cho quản lý công ty. Thì là em xin phép được nghỉ 3 ngày. Mà công việc đấy thì em mới làm được có 6 tháng. Thì là cái lịch ngày nghỉ phép của em chỉ được là em chỉ có được nghỉ 1 ngày thôi. Thì em suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc. Đó đó coi trời. Quyết tâm đó. Quyết tâm. Quyết tâm. Cái chỗ này phải chia sẻ. Dạ. Em chỉ là vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn. Vâng. Tức là em chọn một trong hai. Vâng. Như vậy thì ngày hôm nay mình phải quyết tâm mình đem được cô gái này về. Dạ vâng. Vậy thì em có hối hận nếu như ngày hôm nay em bị cho nghỉ việc không? Em nghĩ là không ạ. Vì sao? Anh nghĩ rằng cuộc đời mình có nhiều con đường để đi. Hôm nay anh gặp em, có thể là mình hợp nhau thì đấy là một cái duyên, mình đến được với nhau nên duyên vợ chồng thì đấy sẽ là một cái duyên. Còn nếu không thì hôm nay anh quen biết, anh sẽ có thêm một người bạn, anh có cơ hội được gặp mặt nghệ sĩ Quyền Linh. Chị Ngọc Lan. Và cả chị Ngọc Lan và thêm một lần em sẽ được đi lên trên truyền hình. Dễ thương quá. Chứ tâm như thế, thật ra đàn ông là phải như vậy. Đúng, phải quyết liệt như đàn thế. Đàn ông là phải như đã vậy. Đã làm phải chấp nhận. Thật ra nếu chúng ta giỏi nghề á thì thật ra ta không sợ gì cả. À, nếu mà mình không làm đây mình làm chỗ khác. Tôi mới xin có 3 ngày mà anh làm gì nét tôi dữ vậy, đúng không? Thật ra công việc thì mình phải tôn trọng, đó là cái điều đúng, nhưng mà là mình có xin mà. Đúng rồi, mình có xin mà, với lại đúng là như chú Huyền Linh nói thì chúng ta có cái năng lực á. Cho nên là thôi thì cơ hội này là cái cơ hội mà nó rất là khó để chúng ta có thể gặp được nhau. Không làm ở đâu, vô làm cho chú. Làm tự nhiên không quê người ta ở ngoài kia, cái đi vô đây làm cho chú, cái chú chia cắt người ta. À quên, người ta ở ngoài kia. Không, nếu mà chú nhận anh ấy thì có khi chú phải nhận cả con. Không làm gì quên người ta. Kinh doanh online. Về thôi, về làm cho chị.
mất mối. Hôm nay không lo thất nghiệp rồi ạ. Thôi ơi, ở đây nhiều việc làm lắm, đừng có lo. Online đúng luôn của chú luôn. Ngày nào cũng ngồi bán thôi thoải mái. Dạ. Không? Dạ. Rồi nói chung là nhận luôn hai chồng luôn. Ủa? Cái gì vậy? Một chồng. Chưa hỏi ý hai đứa nhỏ. Yên tâm, chuyện đó để tôi lo. Tôi là Ngọc Lan lo, không? Rồi nói chơi cho vui, thật ra là cặp đôi rất là dễ thương, cái sự quý tâm của em đó. Vâng. À, tôi rất là quý điều đó. Và nãy giờ thật ra là nhà trai dễ thương lắm đó nha. Đúng rồi. Nhà gái xinh đẹp. Thật ra là nhà gái rất là xinh đẹp đấy. À, nếu mà chúng ta cố gắng gọi là hỗ trợ, gọi là nhường nhìn lẫn nhau thì cặp đôi này sẽ đi đến xa hơn đó. Bởi vì có những cái điều tương đồng rất là tốt luôn. Dạ vâng. À, nếu như bây giờ lấy nhau thì mình sẽ làm gì? Thật ra thì em đã có định hướng riêng của em rồi. Đấy là sau khi trong thời gian mà em đi học và làm việc ở bên Đài Loan. Vâng, thì em cũng có dự định là mình vừa đi sang đấy để học hỏi kinh nghiệm và vừa để đi lao động kiếm tiền nữa. Thì sau này là sau khi đến một độ tuổi nào đấy mình xây dựng gia đình thì mình cũng có một chút của cải để mình trước tiên là lo cho bản thân vợ và sau đấy là cho con của mình. Thì có rồi, có thủ sẵn, chuẩn bị sẵn một. Thật ra với những bạn mà đã từng đi lao động ở bên nước ngoài á, thì các bạn có một cái ý chí rất là lớn. Và khi các bạn về, các bạn sẽ có được rất là nhiều cái vốn sống, cái sự tự lập và các bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Và bên cạnh đó các bạn có dư ra được người mớ tiền. Này nói thiệt, 3 năm là các bạn dư ra mớ tiền rồi. Chứ là mấy người bán hàng online á, rất là giỏi, biết cách thuyết phục, rất là năng động. Tôi có bán hàng online tôi biết dạ. Mà tôi cũng bán gì luôn. Bán gì? Bán nước rửa chén, rửa tay đó. À đó rồi. Chốt đơn li lịa. Chốt đơn. À, thì những bạn đó rất là năng động, thực ra bạn này rất là nhanh. Hai bạn này là trẻ nè. Kết hợp với nhau là kết hợp với nhau rất là tốt luôn. Ừ. Rồi, như vậy là nãy giờ mình phân tích vậy thôi. Nhưng mà tương lai thì khoảng bao lâu nhà gái có thể nãy nói rồi. Tới luôn. Mày tới luôn rồi, vậy khỏe rồi. Còn anh thì sao ạ? Anh thì mẹ anh đang bảo là nếu mà Tết này mà anh không chịu lấy vợ thì mẹ anh sẽ đuổi anh ra ngoài đường ở đấy. Tết này là còn ngày, hai ngày nữa. Còn mấy ngày nữa Tết đó. Dạ vâng. Ủa vậy chương trình mình phát sao Tết luôn rồi đó. Thật ra là nếu mà trong vòng một năm. Thực ra đấy chỉ là nói trêu thôi. Bởi vì là trong với em thì cũng quan trọng tình yêu thì nó sẽ không có thời gian và sẽ không có khoảng cách. Tôi thích cái bạn này nói chuyện quá đi. Bạn này... tôi cũng thích nữa, nói chuyện rất thật là ra bạn này nói rất là chắc chắn nha. Rất là đàn ông. Có trách nhiệm. Ủa gì tôi không đàn ông hả? Tôi nói chuyện đàn ông thì rất là trách nhiệm. Tôi nói anh rất là trách nhiệm. Được, anh rất là có trách nhiệm. Chiều nay là gọi cuốn đó, tôi nói cho anh biết hồi nãy giờ màn hình chạy kêu rồi gọi cuốn rồi. Bây giờ thế này nè, hai bạn có thể giao lưu chút xíu về âm nhạc. Đúng đi rồi. Hai bạn nắm tay nhau nào, chúng ta có thể hát cho nhau nghe một đoạn nào đó. Đứng xích đây, xích đây. Đây, rung đây. Quá trời rung rồi. Đây hai tay đây, tay bên kia. Hai bạn đứng đối diện nhau. Đó. Tay chạm tay, mắt chạm mắt nhưng môi đừng chạm môi. Có thể dịch dịch lắm. Em thấy là bạn nữ. Xinh không? Xinh không? Dạ bạn nữ xinh lắm. Xinh đó thấy chưa? Mà bên đàn trai cũng rất là đàn ông luôn. Dạ. Em trai bây giờ em nhìn thẳng cô gái em nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện đi, cảm xúc của mình như lúc nào trong lúc chờ nhạc lên. Có gì muốn nói không? Thực ra thì hôm nay lúc trước khi gặp em ấy thì anh cảm thấy nó bình thường lắm. Anh chẳng thấy có vấn đề gì đâu, nhưng mà lúc ở sau ở đằng sau cánh gà thì anh không biết là chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là anh sẽ gặp được một người bạn gái, một người cùng sẽ cùng mình hẹn hò ngày hôm nay. Mình trong lòng anh đặt rất là nhiều câu hỏi. Thế là anh không biết em sẽ là người như nào, chiều cao em như nào, màu mắt em như nào, tóc em có dài không? Có phải là người phụ nữ mà anh chờ đợi hay không? Nhưng mà thế gặp rồi thì anh thấy sao ạ? Thực sự anh ước gì mà anh có thể gặp em từ cách đây 32 năm về trước. Trời ơi. May là ông nói lắp đó trời. Rồi, còn em gái nói dạ. Gì đi, mình cảm nhận cái người đối diện thế nào? Lại run quá. Cũng gọi là cũng tính cách thì em thấy là qua những cái cách anh chia sẻ thì em cũng thấy là anh cũng là một người khá là chân thành và thật thà. Thì em nghĩ là sau chương trình này thì mình cứ cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu. Và Vĩnh Phúc với cả Phú Thọ thì cũng khá là gần nhau,
Thì chắc cũng không có khoảng cách, nó cũng không có quá xa đâu ạ. Quan trọng là hai người như thế nào rồi ạ. Quan trọng là hôm nay mình đã cùng nhau nắm tay. À, thì chương trình cũng là một cái duyên ạ. Tại vì là khi mà em đến chương trình thì cũng gọi là hẹn lại mấy lần. Nhưng mà chắc là hôm nay cũng là một cái duyên để tìm một cái người mà cũng ở ngoài miền Bắc. Và em với anh cũng từ Hà Nội vào đây chứ không phải là anh sinh sống và làm việc ở đây. Thực ra hôm nay cũng là một cái duyên đấy. Bởi vì nếu mà không do dịch bệnh thì anh đã làm việc sinh sống ở trong này cái từ 6 tháng trước rồi. À, vâng. Trời, người yêu ơi, mặt hồ đã héo, khô. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chị thấy em hơi chần chừ. Dạ. Chị thấy em hơi chần chừ là do em không biết cái nút đó hoạt động như thế nào hay là em lo sợ bạn nữ không bấm? Không, không phải là em không lo sợ điều gì mà em chỉ muốn ngắm nhìn bạn nữ thêm một chút nữa. Mày là ông nói lắp á chứ phải mà ông nói suôn sẻ, tôi không biết ông nói tới cỡ nào á. Chắc không hên là nói nắp nên ở đây vậy. Dễ thương. Đúng rồi, cặp đôi này thật ra là cố gắng chúng ta chăm sóc cái mối tình này cho nó đủ lớn ha. Dạ. Hy vọng là cặp đôi này sẽ là một trong cặp đôi trong năm mới lấy nhau sớm nhất. Nhớ. Dạ. Nhắn tin cho chúng tôi, gửi tin mừng cho chúng tôi nha. Dạ. Bây giờ ở quê nhà, gia đình bạn gái đang theo dõi chương trình, mình có thể nói chút xíu với nhà gái. Thưa hai bác ha, thưa gia đình. Hôm nay tụi con gặp nhau ở nơi đây, xin phép cho tụi con hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Nếu được tụi con sẽ tiến xa hơn gì đó, hứa với gia đình của bạn gái. Dạ bà. Thì hôm nay trước chương trình bạn muốn hẹn hò thì con anh bình tĩnh cứ tiếp tục. Con sao? Con xin tại vì chưa biết. Hai bác. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một người con gái xinh đẹp và hiền lành như này. Thì hôm nay dưới sự chứng kiến của nghệ sĩ Quyền Linh cùng với MC Ngọc Lan thì con xin phép hai bác được cho con được công khai tìm hiểu cho con được phép công khai tìm hiểu con gái của hai bác và mong rằng hai bác sẽ có sự đồng ý của hai bác. Con hứa với hai bác. Vâng. Nếu được thì con sẽ chăm sóc gì đó. Vâng, con hứa với hai bác nếu hợp thì con sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Và sẽ lo lắng và chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhất có thể ạ. Mặc dù nó chưa tròn vành rõ chữ nhưng nó thật là ấm áp. Nó thật là chân thành. Thật sự là mọi người rất là yêu cái điều đó của em, cho nên em đừng có mắc cỡ, em đừng ngại gì hết nha. Cái điều đó đáng yêu lắm á, bạn trai. Con trai chị cũng vậy á, cho nên là chị thấy dễ thương lắm. Đúng rồi, thật ra chọc chút cho nó vui nhưng mà những cái điều đó rất là dễ thương luôn. Nó không phải là cái gì, cái đó dù là cái tật của mình, có tật nó lấp xuống nhưng mà nó dễ thương, đáng yêu lắm. Chắc là điểm nhấn á. Chắc là lần đầu tiên lên truyền hình nên hơi run. Không có phải lần đầu tiên mà không biết, chắc là em nhiều lần chứ không phải lần đầu tiên. nó bị cái vậy rồi ha, nhưng mà giữ đó dễ thương lắm, không sao cả. Dễ thương, đừng cố gắng bỏ làm. Nhưng mà đưa tiền đừng có một ngàn một hồi là hết luôn á nha. Cái lúc mà đem tiền nhớ để bên đây đếm. Nào, đưa tiền để bên đây, đưa trả tiền cũng để bên đây đưa. Chứ trả tiền mà lắp á là mệt lắm. Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Cảm ơn nghệ sĩ Quyền Linh và cảm ơn MC Ngọc Lan ạ. Dễ thương quá.